tên là Châu Tai To. Trong suốt 20 năm cuộc đời là lúc nào cũng phải để cái tóc nó che cái tai đi. Ê Tai To đây bác bảo. Ê Tai To. Ủa con bé này mặt như có ba cái mặt nhỉ. Các bạn thân mến, chúng ta đã cùng quay trở lại với chuỗi talk show trở thành nhà sáng tạo YouTube. Và các bạn thân mến, như những gì mà Huy nói ở phần cuối chương trình ngày hôm nay là phần vui vẻ, thư giãn một tí xíu. Hồi nãy mình đã đến với những câu hỏi khá là căng thẳng, các bạn cũng khá là mệt và đưa ra những câu trả lời. Mất giọng rồi ạ. Dạ, mất giọng. Chia sẻ với tất cả quý vị khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là phần mini game. Yeah. Phần này thì nó mang tính chất đời tư hơn chút xíu của hai vị khách mời của chúng ta. Tại vì như Huy nói thì chuỗi series này ngoài việc giải mã những hiểu lầm giúp các bạn trở thành những nhà sáng tạo nội dung YouTube thì còn được cận cảnh về công việc và đời tư của những vị khách mời nữa. Yeah. Thì luật chơi ngày hôm nay rất đơn giản thôi. Bởi vì các bạn là những người làm về mảng lifestyle, chắc chắn là cũng sẽ không thiếu những lần chúng ta xuất hiện ở một nơi nào đó. Chúng ta có những tấm hình thiệt là đẹp và thiệt là nhiều like và nhiều comment đúng không ạ? Ngày hôm nay chương trình đã chuẩn bị tổng cộng là 6 tấm hình chia đều cho hai bạn, là mỗi bạn sẽ có 3 tấm. Và luật chơi của chúng ta như sau. Huy sẽ chứa tấm hình đầu tiên của Dino. Và nhiệm vụ không phải nằm ở Dino mà nằm ở Châu. Châu sẽ là người đoán xem tấm hình đó vào thời điểm nào và diễn ra trong khung cảnh ra sao. Em như thế rồi. Ok, và ngược lại như vậy nhé. Và bây giờ sẽ là tấm hình đầu tiên. Xin mời. Dạ. Wow, căng nha. Em thấy rất là xinh ạ. Đây có phải là đây là Dino ở Dino? Đây không phải là Dino. Nhưng mà phấn hơi dày nhá, Dino ơi. Nào, xem nào. Câu trả lời cuối cùng của Châu là đây sẽ là khoảng tầm 2 năm trước trong một cái video thăm nhà ai đó. Rồi, thăm nhà ai đó 2 năm trước. Dạ. Chúng ta sẽ cùng chờ câu trả lời của Dino ở phần sau. Bây giờ mình sẽ đổi lượt tấm hình tiếp theo. Chết rồi. May quá, anh tưởng là lấy cạo đầu hay gì. Dino thì không thạo thời trang lắm, những cái này khó. Nhưng mà cái này có vẻ rất là quen, để giống như là lần ấn tượng đầu tiên Dino gặp nhìn thấy Châu ấy. Có phải là một cái Fashion Week? Mấy năm? Seoul Fashion Week năm 2016 á. Bởi vì đấy là cái lần đầu tiên mà Dino nhìn thấy Châu. Nên là thấy cái make up có vẻ. Đó là đáp án của bạn đúng không? Ok, mình sẽ chờ đoạn cuối. Tiếp tục tấm hình tiếp theo. Ôi. Sao tìm được hình này vậy? Em cảm ơn chương trình rất nhiều. Chắc các bạn khán giả của Dino cũng muốn gửi lời cảm ơn chương trình. Em nghĩ rằng là không cần 3 bước đâu, mình có thể làm đến 30 bước. Em cũng muốn đoán ạ. Chắc là thời còn đi học. Thời đi học, chắc là học cấp 3. Chắc là đang đi bơi. Đang bị quay trộm. Là lúc đó đang thay đồ. Thay đồ, bị quay trộm. Ở trong khoảng từ học lúc học kinh tế à? Đâu, anh không cung cấp thêm một thông tin nào nữa. Ok, đây là năm học cấp 3, Châu đang học cấp 3 và trong một lần đang thay đồ. Đang thay đồ. Rồi, ok. Thay đồ ở đâu luôn? Đoán thử đi, đoán tiếp đi, trong ra cho ra cái bối cảnh đi. Cho cái location. Cho cái location. Chụp ảnh ký hiệu. Chụp ảnh ký hiệu. Ok. Em có không biết là chụp ảnh ký hiệu. Thần số 4 à. Ôi trời, wow. Cái dễ này. Cái này thì đang đeo tai nghe Sony M4. Như vậy là bạn đoán là khi nào? Trong bệnh viện cách đây khoảng 3 năm. Bây giờ là lượt hình cuối cùng, xin mời. Em muốn nữa cơ mọi người ơi. Ôi trời. Ôi đợt này là vẫn còn dâu này, vẫn cái này chắc là đang chuẩn bị đang xây nhà mới. Mệt mỏi quá mọi người ơi, tường gạch các thứ bụi quá. Cái này là trong công trường nhà mới. Công trường nhà mới. Rồi, cách đây mấy năm? Chắc là khoảng cách đây mới có nhà 2 năm. Nhưng mà cái ảnh này từ lâu lâu nhỉ. Vài rồi đó. 4 năm ạ. 4 năm, rồi. Ở trong công trường của một căn nhà mới. Tấm hình cuối cùng. Ôi trời ơi, dễ rồi. Hồi nhỏ này ở nhà này, đứng trước bể cá này. Hồi nhỏ là mấy tuổi, đáng thử cái mấy tuổi. Cái này chắc là cỡ 4-5 tuổi. Dạ vâng, đúng. Đấy, 4-5 tuổi. 5 tuổi. Ok, như vậy là các bạn đã hoàn thành xong được 6 tấm ảnh bất ngờ từ chương trình. Bây giờ chúng ta phải đi lại để giải thích à? Dạ, chính xác. Và xin được chúc mừng hai người chúng ta đã vượt qua được những điều thú vị. Em nghĩ rằng là hình của em thì không có gì giải thích đâu. Còn hình Dino thôi. Đúng, đúng, anh cũng đang muốn. Anh cũng là tập trung cho hình của Dino đấy. Châu nghĩ rằng là thời lượng thời gian cũng có hạn. Nên là mình cứ đi sâu vào Dino mọi người nhá. Mình phải bác lại từng tấm một để xem để coi là đáp án các bạn đoán có đúng hay không. Dạ. Cho em xin là tấm hình đầu tiên với ạ. Dino chia sẻ thêm khoảng thời gian và thực ra cái này thì gần hơn Châu đoán. Cái này là năm ngoái.
À. Halloween năm ngoái, đây là mình hóa trang. Nếu mà bạn nào mà theo dõi mình thì biết đây là mình hóa trang thành chị Giang ơi. Nhớ rồi. Halloween hóa trang thành chị Giang ơi. Đấy là bảo anh đã gợi ý là nhiều phần giống ai rồi. Dạ, và cái tấm ảnh này là mình đăng ở trên Cái này là ở nhà cũ của Dino. Thì hôm đấy là rất là vội, bởi vì hóa trang xong rồi chạy ngay đến nhà chị Giang để surprise chị Giang, là bất ngờ chị Giang là mình đấy. Như vậy là mình ở lượt đầu tiên thì Châu đoán chưa chính xác. Dạ. Rồi bây giờ tới tiếp tục tấm hình này. Tấm hình này thì sao ạ? Tấm hình này là ở Hồng Kông. Hồng Kông. Châu Á là đúng, là đúng rồi. Châu Á đúng. Đây là lần đầu tiên mà em được tham dự một cái event của Louis Vuitton. Ở Hồng Kông, một cái event. Năm mấy ạ? Hình như là 2017 ạ. 2017 ạ. Như vậy là gần rồi. Cũng đã trả lời không chính xác. Nhưng mà đoạn này thì nhìn Châu rất là ấn tượng. Nhưng mà tấm hình này thấy là Châu rất là vì em còn mới mẻ. Còn mới mẻ. Không, bởi vì đây là cái ấn tượng đầu tiên của Dino về Châu. Đúng rồi. Ấn tượng đầu tiên thì là gì? Thì là cái gương mặt, cái phong cách make up các kiểu của bạn ấy rất là ấn tượng, và lần đầu tiên nhìn thấy Châu là không thể quên được gương mặt này. Hay ạ. Tấm hình tiếp theo ạ. Tấm hình này tôi muốn coi ạ. Xin mời chủ nhân cho biết đáp án gì ạ. Cái này thì thực ra là rất lâu rồi. Cái này là năm Dino 17 tuổi mà năm nay là mình 29 tuổi đúng rồi. Thì là 17 với 29 là bao nhiêu năm trước ta? 12 năm trước. Ôi. Một giáp trước. Hồi này là đi bơi với hội bạn, hồi cấp 3 hồi này rất là gầy. Bây giờ thì đi đâu khoảng 70kg, còn hồi này có khoảng 45kg. Trời ơi, bằng còn kém cả cân em á. Đúng rồi, hồi này còi xương suy dinh dưỡng nặng lắm. Nhưng mà lúc này tại sao lại có một bạn ở đó cầm máy ảnh lên chụp hình nhỉ? Không, bởi vì là hồi đấy thì thứ nhất là không ý thức được. Thực ra là hồi đấy không ai biết mình xấu hết. Chỉ đơn giản là bạn bè đi chụp hình. Và chụp hình tất cả lại với nhau. Và khi mà mình rất là quý cái tấm hình này, bởi vì nó là chứng minh cho cái sự thay đổi của mình sau 12 năm. Và mình có nghĩa là khi mà hồi đấy mình rất là tự ti. Tự ti về ngoại hình, mình không nghĩ mình không làm gì, mình không là ai. Và mình không dám đứng lên để nói một cái câu hoàn chỉnh trước mặt người lạ cơ. Nhưng mà nên là mình rất là quý tấm hình này. Nó đã trải qua, mình đã trải qua rất là nhiều chuyện để được như ngày hôm nay. Rồi tiếp tục ạ. Ok, đây là một cái lần mà em cách ly. Huy cũng đang nghỉ chứ nào, tại vì Huy thích đang đeo khẩu trang. Đi cách ly ở trong bệnh viện dã chiến Củ Chi, ở quận Củ Chi, trong 2 tuần sau khi mà Châu đi Milan Fashion Week về. Thì khoảng tầm 2020. Đúng rồi, 2020 là đầu năm luôn, là lúc mà dịch bắt đầu á. Là em đi Fashion Week về xong rồi em rất là vui mừng nhá, là em đi xuống sân bay một cái, em bảo là ôi về nhà thôi, em gọi điện bố mẹ con xuống rồi nhá, con chị về đây. Thế đi ra ngoài cái mọi người cho đi cách ly luôn. Đi vào bệnh viện 2 tuần, nhưng mà thực sự đây là cái khoảng thời gian mà nói chung là em đã nói rất nhiều lần là thay đổi cuộc đời em. Tại vì khi mà mình thay đổi cái môi trường sống á, mình không còn là ở cái ngôi nhà của mình không còn gọi là những người bạn bè xung quanh, tất cả đều là những cái anh chị người rất là mới lạ, nhưng lạ thành quen á, và mình phải sống một cái môi trường nó rất là khác bình thường, thì lúc đó nó sẽ thể hiện cái việc là mình có thích nghi tốt hay không. Và lúc đó cũng là cái lần đầu tiên mà bố em gọi cho em nói là bố rất tự hào về con. Và đây sẽ là cái lúc ấy mà con đừng hỏi bố là con nên làm gì, mà tất cả những cái gì bố dạy là đã xong trong 20 năm trước rồi. Bây giờ là con phải vận dụng tất cả những cái gì mà gọi là sự thích nghi vào trong cái lần này, và đừng có làm gia đình xấu hổ. Đấy là lý do mà em vừa nghe một cái em đứng dậy, em xắn tay xắn áo đi gọi nhà vệ sinh, gọi cửa sổ các thứ. Và cũng nhờ cái đợt này mà em quay những cái vlog ở trong khu cách ly và trên YouTube thì mọi người phản hồi rất rất là tốt. Và đấy cũng là cái lúc mà em nhận ra là những cái giá trị thực sự ý nghĩa nó quan trọng thế nào để mình theo đuổi một cái nghề nó lâu dài. Vì lúc đó hạnh phúc lắm, kiểu đọc comment nào ui muốn khóc. Và đấy là cũng là một cái lúc mà em cảm thấy rất là ấm lòng khi mà đọc những cái comment của mọi người. Thế trong khu đấy mình thấy là mọi người đang thích quay thêm, cả ngày quay, cả ngày cầm cái máy quay cả ngày. Để xem ra đây là một cái tấm hình đáng nhớ về cái khoảng thời gian đó của Châu, cái trải nghiệm. Dạ, rất, không bao giờ không Châu bao giờ quên được. Được không bao giờ quên được. Dạ tuyệt vời. Tiếp tục ạ, xin mời. Chắc là đây là cũng là một trải nghiệm không bao giờ quên của Dino phải không anh? Không, thực ra trải nghiệm này thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Bởi vì không hiểu sao chương trình chọn tấm hình này. Đây là tấm hình mà rơi vào khoảng năm 2017. Đây là khi mà hồi mà mình vẫn còn đang làm nửa half, mình làm nửa content creator, mình nửa mình đi làm công ty. Và vào cái thời gian đấy thì cái tâm trạng của mình nhiều nhất vào lúc này ấy, là mình không biết rằng là mình nên chọn công việc nào. Và đây là vào một buổi trưa khi mà mình trốn việc công ty. Mình ra ngoài cà phê
mình ngồi mình edit phim ảnh hay gì đấy, mình xong rồi lúc đấy là vừa edit buồn ngủ quá nên ngủ quên, vì cái thời gian đó cũng là một cái thời gian khá là khó khăn về cái lịch của mình. Mình làm hai công việc một lúc. Cái này nó chỉ thể hiện một cái vấn đề là hồi đấy thật sự làm hai công việc cùng một lúc và đứng một chân là công việc tự do, đứng một chân là vẫn đi làm công ty, nó khá là khó khăn về mặt thời gian cho mình. Nhưng mà người bạn chụp rất có tâm. Yeah. Có filter thì phải. Thì dĩ nhiên là up lên để có filter rồi. Gửi lên, gửi qua cho riêng xong rồi xong rồi phải lớp filter. Đó là lý do tại sao mà chương trình chào tổng hình này để muốn nghe Zero nói những cái điều vừa rồi. Nhưng mà lưỡng lự suy nghĩ đó. Nhưng mà cái lúc đó thì cái khó khăn nhất là cái thời gian. Đúng rồi. Và bên cạnh đó còn cái gì nữa không ạ? Thực ra thì khó khăn nhất là thời gian và cái việc là mình quyết định mình theo nghề này như thế nào. Bởi vì trước đấy thì bố mẹ mình ấy đầu tư rất là nhiều cho việc mình học hành. Có nghĩa là bố mẹ mình hy sinh gần như là rất là nhiều cái công việc và sự nghiệp của bố mẹ để cho mình học hành tới nơi tới chốn. Và rất là hy vọng mình sẽ thành một trí thức. Và trí thức theo quan điểm của bố mẹ đó chính là phải đi làm những cái công việc mà mình được đào tạo ra. Thì cái thời gian đó thì ngoài về thời gian, về định kiến, về bản thân định kiến trong mình về cái nghề giải trí nữa. Dino ngày xưa rất là mọt sách, mọi người nhìn tấm hình trước thì biết đấy. Nên mình trong quá khứ ấy, mình có cái định kiến mà mình hơi coi thường những cái công việc liên quan đến giải trí. Nên là khi mà mình dần dần mình tiến đến cái công việc này, mình phải đấu tranh trong nội tâm mình rất là nhiều. Và kết quả thì mọi người đã biết rồi. Yeah, tuyệt vời. Bây giờ thì mình còn tấm hình cuối còn cùng em à? Đúng, anh Dino nói đúng rồi. Đây là khoảng em 4-5 tuổi gì đó. Yeah. Mà em đang ở nhà, em đang ở Hà Nội. Và lúc này thì chỉ có buồn cười là lúc này là em không có tên là Châu Bùi gì cả. Và lúc nào cũng tên là Châu Tay To. Mọi người nhìn tai của Châu đó. Đây bây giờ tai nó vẫn như thế đấy. Bây giờ là mới dũng cảm để vén tai nha mọi người. Còn ngày xưa là trong suốt 20 năm cuộc đời là lúc nào cũng phải để cái tóc nó che cái tai đi. Thì rất là xấu hổ. Tại vì từ nhỏ lúc nào mọi người đến nhà cũng vậy. Ê tai to đây bác bảo. Ê tai to. Ủa con bé này mặt như có ba cái mặt đấy nhở. lúc này cũng bị rất là chay bị trêu bởi cái tai của mình. Và cảm giác nó là một cái gì đó mà em còn đã nghĩ là về sau lớn lên sẽ đi phẫu thuật cái tai đầu bé lại. Xong rồi em còn hay kẹp cái tai em vào ấy. Nhưng mà sau đó thì khi mà em làm YouTube, thực sự làm YouTube xong rồi em cũng nói về cái việc là ngày xưa mình rất là tự ti về cái đôi tai của mình. Xong mình cũng chia sẻ với mọi người là mình đã vượt qua cái nỗi sợ tự ti ra sao. Xong mọi người bảo là ơi Châu ơi tai ok mà cứ khoe đi. Ta cũng chả biết là có ok không mà cứ khoe đã. Đến bây giờ là nhờ mọi người comment nhiều là bây giờ đấy ok vén tai, không sợ làm cho tai to nữa. Và chợ có một cái cách rất là hay của em khi mà để em biến một cái thứ mà em tự ti thành tự tin, đó chính là mọi người trêu mình là tai to, mình cứ tự gọi mình là tai to luôn, mọi người trêu mình là mình tự đùa luôn, thế là mình cứ bảo ê tai to này có sao không, thế là mọi người chán và không muốn trêu nữa. Rất là tuyệt vời.